Đây chính là những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ. Trong cái tháng 5 âm lịch tháng Canh Ngọ, có cơ hội trúng số đổi đời, người mua nhà, kẻ tậu xe, thành công mỹ mãn, khiến người đời phải đỏ mắt vì ghen tị. Một lần nữa xin được vỗ tay chúc mừng những con giáp được gọi tên dưới đây. Bởi bước sang cái tháng 5 âm lịch thì được thần tài chiếu mệnh, nên các bạn sẽ gặp vô vàn những cái điều may mắn trong cuộc sống. Mua hàng thì nhận được phiếu giảm giá, mua vé số thì khả năng cao cũng sẽ được trúng thưởng 100 tỷ. Những người làm kinh doanh thì cũng sẽ được dự báo sẽ bán được rất nhiều hàng hóa, ký kết được nhiều hợp đồng quan trọng có giá trị bạc tỷ. Những người làm công ăn lương thì có đủ kỹ năng kinh nghiệm nên là cũng sẽ đạt được những thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, cơ hội thăng chức tăng lương đang nằm trong tầm tay của các bạn. Nói chung ấy, trong cái tháng 5 âm lịch thì dù làm gì thì cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ các bạn. Những vấn đề khó khăn đều được giải quyết một cách là êm xuôi, ổn thỏa. Giúp cho quý vị có một tháng tràn đầy may mắn, hạnh phúc, dồi dào. Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo dự báo của Tử Thông thì trong tháng 5 lịch này sẽ có ít nhất là 10 tuổi sẽ có cơ hội được trúng số đổi đời. Đấy, tháng 5 là một cái tháng cực kỳ may mắn, tài vận, hanh thông. Và có rất nhiều con giáp nhận được cái sự may mắn, ưu ái của thần tài này. Đó. Và để xét về cái vận may về tiền bạc thì chúng ta xét về cái sao Lộc Tồn nhé. Lộc Tồn. Lộc Tồn ấy, nó là một cái sao chỉ về cái sự phú quý, sự giàu sang. Nó chủ về cái sự dư giả về tiền bạc. Có nghĩa là gì? Công danh chỉ là cái thứ yếu, mà cái sự giàu sang ấy, nó là cái chính. Và cái giàu sang nó đến với những con giáp này trong tháng 5 lịch ấy, đến từ hai cái yếu tố. Một là do di sản của ông bà cha mẹ để lại. Đó. Phúc lộc thì luôn được dồi dào. Cái thứ hai ấy là do gì? Các gì lộc lá đến từ người ngoài biếu xén, hoặc là gì? Một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời và được ban tặng cho cái sự giàu có từ người khác nhờ cái sự giúp đỡ. Thưa quý vị, những người mà được cái lộc tồn được chiếu mệnh trong tháng 5 âm lịch ấy thì sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống vinh hoa phú quý, và phú quý thì cũng sẽ được lâu dài. Nếu mà là dân kinh doanh ấy, thì thường gặp được khách quý, làm ăn để trúng mánh, bắt gặp được các mối làm ăn tốt. Quý vị cũng sẽ được thừa hưởng tiền tài hay là cái công việc từ những người mà đã giúp đỡ mình, cũng như là gì của tiền bối để lại. Đạt được cái sự giàu có nhất định. Những người này thì tự mình xây dựng hoặc là làm việc chăm chỉ và đạt được những thành quả cực kỳ là xứng đáng. Vậy nên một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị nhớ nhé, ít nhất là 10 tuổi có cơ hội trúng số đời đời. Vậy thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta biết cái tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch thì nó là tháng Canh Ngọ đúng không ạ? Tháng Canh Ngọ. Mà chúng ta biết là cái lộc tồn ấy. Ngọ thì là lộc của những người có thiên can đinh và thiên can kỷ, đúng không ạ? Thiên can đinh và thiên can kỷ. Như vậy những người mà may mắn đầu tiên là có thiên can là đinh, tức là những người có thiên là đuôi năm sinh là số 7 đúng không ạ? Và người thứ hai là may mắn có thiên can là kỷ, tức là những người có đuôi năm sinh là số 9 đấy. Vậy nên là gì? Xin được chúc mừng những người đầu tiên may mắn có đuôi năm sinh số 5 và số 9 đấy. Thì những người này sẽ có những cái may mắn nhất định trời ban cho cái lộc lá. Vậy thì chi tiết nó sẽ rơi vào những tuổi nào? Thì ngay sau đây Tử Thông sẽ phân tích cùng quý vị và các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người có thiên can là đinh. Thiên can là đinh thì chúng ta sẽ có những tuổi sau. Đầu tiên là tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997 thì có ngũ hành thuộc thủy đúng không ạ? Thủy. Thứ hai là Đinh Mão là 1987, ngũ hành là hỏa. Thứ ba là Đinh Tị 1977 có ngũ hành thuộc thổ. Đinh Mùi là 1967 ngũ hành là thủy. Đinh Dậu 1957 ngũ hành là hỏa. Và Đinh Hợi là 1947 hay là 2007 đấy thì là ngũ hành thuộc thổ. Đó. Thì đây là những cái tuổi may mắn, ít nhất là 6 tuổi rồi đúng không ạ? Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị nhé, ít nhất là 10 tuổi. Đó. Thì đây là những cái tuổi mà được lộc tồn nó chiếu mệnh.
lộc tồn được chiếu mệnh đó, dễ có cơ hội được giàu sang phú quý. Vậy thì chúng ta xét là trong những con giáp này nhá, trong 6 con giáp này, 6 tuổi này, thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Thì chúng ta biết cái tháng 5 nó là tháng canh ngọ, canh ngọ ngũ hành thuộc thổ, thổ được sinh yêu kim. Vậy nên xin chúc mừng tất cả những con giáp mệnh kim, nhưng mà trong tháng này thì không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là mệnh thổ. Mệnh thổ đó, mệnh thổ là tỷ hòa thì được may mắn. Thứ hai, mệnh thổ thì chúng ta có tuổi 1977 đinh tỵ và 1947 là đinh hợi, thì những người tuổi đinh tỵ sẽ may mắn hơn, nó đứng vị trí số 1, và những người tuổi đinh hợi thì đứng vị trí số 2. Những người tuổi đinh tỵ thì trong tháng 5 được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội. Vậy nên cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi đinh tỵ trong thời gian này cũng sẽ mở rộng được nhiều cái mối quan hệ hợp tác, chỉ cho quý vị những cái mối làm ăn cũng như là gì, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là công việc cũng sẽ hanh thông và thuận lợi. Vậy nên là gì? Trong thời gian này, những người tuổi đinh tỵ 1977 cũng như là những người tuổi tỵ sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ nhé, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi tỵ nhé. Tiếp theo thì những người tuổi hợi, những người tuổi hợi trong ngày ngọ thì cũng không xung khắc gì cả. Tuy nhiên là thứ nhất là gì, hợi thủy lại khắc ngọ hỏa. Bên cạnh đó thì cái ngũ hành nạp âm ấy thì nó lại tỷ hòa, nên là những người tuổi hợi cũng khá được may mắn và hành thông, cũng không có điều gì đáng phải lo ngại. Lộc nó đến thì quý vị hãy mở lòng và đón nhận nhé. Luôn giữ cái thái độ tích cực vui vẻ để tiền bạc nó đến với mình nhiều hơn. Quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Tiếp theo ấy, con giáp may mắn thứ hai là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh mộc đúng không ạ? Như vậy là chúng ta còn mệnh thủy và mệnh hỏa đúng không ạ? Thì những người mệnh hỏa sẽ may mắn hơn những mệnh thủy. Do là gì? Mệnh thủy thì sẽ bị thổ nó khắc, còn mệnh hỏa thì lại được tương sinh với lại tháng đúng không ạ? Như vậy những người mệnh hỏa thì chúng ta có 1987 là tuổi đinh mão và 1957 là tuổi đinh dậu. Thì những người tuổi đinh dậu xếp vị trí số 3, đinh mão là xếp vị trí số 4. Dậu và mão mà gặp cái tháng ngọ thì là cục diện tương phá. Đấy. Vậy nên là gì, nó cũng sẽ có khó khăn nhất định, mặc dù được cục diện tương sinh ấy, nhưng mà nó cũng gặp cục diện là tương phá nữa. Đâm ra là đôi khi ấy, nó cũng sẽ có trở ngại nhất định đến với con đường công danh tài lộc cũng là sự nghiệp của những người tuổi mão và những người tuổi dậu. Vì vậy, hai tuổi này cũng cần phải hết sức chú ý, cần phải hòa hợp với mọi người. Đôi khi ấy, cũng cần phải gì hạ cái tôi của mình thấp một chút để gì tránh những cái xung khắc, những xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi mão thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Còn với những người tuổi dậu ấy, thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ, dậu, xíu để mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu và những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3, thứ 4. Tiếp theo cuối cùng là những người mệnh thủy. Thì chúng ta có 1967 là đinh mùi và 1997 là đinh sửu. Thì những người tuổi đinh mùi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Đinh sửu sẽ xếp vị trí số 6. Đó. Những người tuổi đinh mùi thì được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp, lại được cục diện là gì? Tam hội là tỵ ngọ mùi. Vậy nên là trong cái tháng này ý, thì những người tuổi mùi cũng gặp khá nhiều cái may mắn, quý nhân thì liên tiếp giúp đỡ, chồng chéo lên nhau. Vì vậy mà cái sự trợ lực nó sẽ được mạnh hơn. Vậy nên là trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Bên cạnh đó, những người tuổi sửu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ, dậu, sửu để hóa giải cục diện là sửu ngọ là cục diện lục hại, giúp cho vận trình của mình nó được hanh thông thuận lợi, may mắn thành công sẽ đến với những người tuổi sửu. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 6 đó. Thưa quý vị, như vậy là gì, chúng ta có 6 con giáp đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đó chính là những tuổi sau: 1 là 1977 là đinh tỵ, 2 1947 đinh hợi,
3. 1957 Đinh Dậu. 4. 1987 Đinh Mão. 5. 1967 Đinh Mùi. Và 6. 1997 là Đinh Sửu. Đó. Đó là 6 con giáp may mắn đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Trong đó dễ trúng nhất thì không ai khác đó là Đinh Tị 1977. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến những người có thiên can kỷ thì Đinh và Kỷ lấy lộc tại Ngọ, thì đây cũng là một trong những con giáp có được cái lộc tồn để chiếu mệnh. Tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những tuổi này. Thì tuổi Kỷ thì bao gồm những tuổi sau này, những người có đưa năm sinh số 9 nhé, bao gồm cái tuổi là Kỷ Sửu là 1949, có ngũ hành là thuộc hỏa, Kỷ Hợi 1959, có ngũ hành thuộc mộc, Kỷ Dậu là 1969, ngũ hành thuộc thổ, Kỷ Mùi 1979 hỏa, Kỷ Tỵ 1989 ngũ hành thuộc mộc, cuối cùng là Kỷ Mão 1999 ngũ hành thuộc thổ. Đó, đây là 6 con giáp mà cũng có cơ hội được trúng số đổi đời do gặp cái vận thần tài, tức là lộc tồn này này. Đấy, được lộc tồn chiếu mệnh đâm ra là gì, cái cơ hội kiếm tiền nó cũng khá là nhanh và quý vị sẽ dễ dàng thu hút được cái tiền bạc về tay. Vậy thì chúng ta cùng xét xem trong những con giáp này thì tuổi nào là tuổi may mắn nhất nhá. Thì đầu tiên chúng ta cũng dựa vào cái nạp âm của tháng, đúng không ạ? Chúng ta biết là tháng 5 là tháng Canh Ngọ, ngũ hành thổ, thổ sinh kim. Như vậy là những người mệnh kim thì trong tháng này không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là những người mệnh thổ chúng ta có 1969 Kỷ Dậu và 1999 là Kỷ Mão. Thì những người tuổi Kỷ Dậu sẽ may mắn hơn nhá. Xếp vị trí số 1, những người tuổi Mão sẽ may mắn số 2. Dạ. Nhưng mà tiếc rằng trong tháng này mặc dù là được lộc tổ nó chiếu ấy, lại được tỷ hòa với tháng, nhưng mà Dậu và Mão thì lại bị gì? Bị tương phá với tháng, với Ngọ đấy. Nên là gì? Trong thời gian này để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Mão ấy, thì sẽ sử dụng là Hợi Mão Mùi, còn với những người tuổi Dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Tiếp theo, chúng ta xét những người may mắn thứ ba, đó là những người mệnh mộc. Mệnh mộc của chúng ta 1989 Kỷ Tỵ và 1959 là Kỷ Hợi, thì những người Kỷ Tỵ sẽ may mắn hơn. Nó xếp vị trí số 3. Kỷ Hợi xếp vị trí số 4. Đó. Thì những người tuổi Kỷ Tỵ may mắn được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là tam hội, đâm ra là nó cũng sẽ được may mắn hơn những người tuổi Hợi nhé. Và cuối cùng là chúng ta xét đến những người 1979 và những người 1949 đó. 79 là xếp vị trí số 5, 49 là xếp vị trí số 6. Đó. Thì những người 79 Kỷ Mùi được cục diện là Ngọ Mùi nhị hợp, lại được tam hội là gì? Tỵ Ngọ Mùi nó tương trợ giúp đỡ nữa. Đó là vận trình của những người tuổi Kỷ Mùi sẽ may mắn hơn những người tuổi Kỷ Sửu. Những người tuổi Kỷ Sửu thì vướng cục diện là Sửu và Ngọ là lục hại, đâm ra là cái vận thế nó cũng sẽ bị những cái cản trở, những khó khăn nhất định. Đôi khi những cơ hội đến trước mắt nhưng mà quý vị cũng dễ dàng bỏ lỡ mất, đúng không ạ? Vì vậy để gia tăng thêm may mắn cho mình thì quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 12 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất trong cái tháng 5 âm lịch, đó là tháng Canh Ngọ. Và trong số 12 cái tuổi này, 12 cái tuổi này thì chúng ta sẽ có 3 tuổi cực kỳ may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Và đây những tuổi sau này, một là 1977 là Đinh Tị, là con giáp đầu tiên này. Thứ hai là 1947 là Đinh Hợi, đúng không ạ? Thứ ba là 1989 là Kỷ Tỵ. 1989 là Kỷ Tỵ đó. Thì đây là 3 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất trong số 12 cái tuổi này. Đấy. Vậy nên những người nào mà nằm trong những cái con giáp ở trên, nằm trong tuổi ở trên ấy, thì quý vị hãy gì tích cực hơn, tin tưởng hơn vào bản thân, nỗ lực cố gắng hết sức và nhanh chóng nắm bắt lấy cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, cái tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số đổi đời nhất trong tháng 5 âm lịch, tháng Canh Ngọ. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị
nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho công việc, trong cuộc sống, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.